Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, khiến đời sống của hàng nghìn công nhân và người lao động gặp vô vàn khó khăn. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã kêu gọi người dân trên địa bàn toàn tỉnh chung sức cùng người dân các tỉnh phía Nam chống dịch. Sau khi phát động bằng nhiều cách làm khác nhau, người dân Hà Tĩnh đã có những hành động thiết thực, hiệu quả thể hiện tấm lòng của mình cùng hướng về đồng bào miền Nam. Rau trong vườn, gạo trong thùng, có gì góp nấy chị Nguyễn Thị Hoa không quản đường xa mang lương thực thực phẩm đến ủng hộ đồng bào miền Nam hay như gia đình bà Nông dù hoàn cảnh còn khó khăn nhưng bà cũng gom góp thực phẩm gửi cho người dân vùng dịch những món quà tuy không lớn nhưng đó là tình cảm của bà con nhân dân Hà Tĩnh hướng về người dân miền Nam cùng chung sức chống dịch cả các thôn xóm huy động cả cái nguồn lực như như là uh, rau rồi là uh, thực uh, thực phẩm rồi là hỗ trợ quyên góp tiền chúng tay đẩy lui dịch covid trong những ngày này, tất cả 13 huyện thị trên địa bàn Hà Tĩnh đã kêu gọi người dân chung tay hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch. Sau khi phát động, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động trên 300 tấn hàng hóa gồm lương thực thực phẩm, vật tư y tế ủng hộ cho người dân các tỉnh phía Nam bằng tất cả tấm lòng và tình cảm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang bộ dưới quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức quyên góp lương thực thực phẩm để gửi vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để cùng đồng bào giúp để đẩy lùi dịch bệnh Covid và sớm trở lại cuộc sống bình thường. Chúng tôi đã phát động để toàn dân thông qua các phương xã, các mặt trần và các đoàn thể các cấp để quyên góp, ủng hộ, rồi là tập kết hàng hóa và đến nay phải có hàng trăm tấn nông sản, những cái thực phẩm mà những nhu yếu phẩm thực sự cần thiết cho bà con để từng bước từng ngày là sớm vượt qua cái đại dịch. Khi Hà Tĩnh xảy ra thiên tai bão lũ dịch bệnh, Chính quyền và người dân các địa phương đã nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của người dân cả nước, trong đó có người dân các tỉnh phía Nam. Chính vì vậy, việc hỗ trợ của nhân dân Hà Tĩnh lần này thể hiện nghĩa cử đồng bào lúc hoạn nạn có nhau, với mong muốn có thể giúp người dân vùng dịch sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.